Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Khuyên Flower Cuộc Sống Là Đam Mê. Hôm nay thì Khuyên sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm cốt hoa nhũ, bó từ 5 bông đến 7 bông nhá. Mình bó ít hơn 3 bông cũng được, mà nhiều hơn một chút 10 bông cũng vẫn được. Cái cốt này thì rất là dễ sử dụng và trông rất là đẹp, mà khi mà lên hoa nhũ thì nhìn rất là sang và chúng ta sẽ trông cái bó hoa sẽ là to. Ở đây thì mình sử dụng một cái cốt này. Đây là cái cốt xốp này là chuyên để cắm hoa khô nhá. Mọi người mà đã trong ngành thì mọi người có thể biết là cái xốp này để cắm hoa khô này, cắm thì nó cũng rất là sắc này. Nếu ngoài ra thì cái xốp này thì các bạn có thể sử dụng cái xốp trắng. Xốp trắng giống như là thùng xốp hoa quả đây thì chúng ta sẽ tiết kiệm được. Hoặc là cái xốp cây mà tròn sẵn ấy thì cũng dùng được, mà nó cũng tiết kiệm. Cái này thì mình sử dụng cái cốt sẵn này tại vì có một hôm mình cũng không nhớ mình mua một của một bạn nào đấy, bạn ấy thanh lý đây là làm mình mua thôi, chứ còn bình thường thì mình cũng không dùng xốp này, nhưng mà bạn ấy bán thanh lý cả ấy, thì mình mua của bạn đấy nên là mình có cái này, là bạn ấy cuốn sẵn như này rồi. Mình cũng không biết để cái viên đấy nó to hay dài, nhưng mà nếu mà các bạn muốn mà làm để cắm hoa tươi ấy, thì các bạn làm từ xốp này cũng được. Đây nhá, các bạn làm từ cái xốp xanh này cũng được. Và khi nào mà chúng ta cắm ấy, thì chúng ta cắm hoa tươi thì chúng ta sẽ cho nước vào đây. Còn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn. Còn cái xốp xanh này thì các bạn có thể sử dụng, vẫn sử dụng để là cắm hoa khô được nhá. Cắm hoa khô, hoa tiền, hoa sáp, hoa giấy, hoa nhũ. Ở đây thì mình sử dụng một tờ giấy mếch màu trắng này. Mình hay lót giấy mếch màu trắng ở giữa thì thực ra là để cho nó nổi bật cái tông hoa lên này. Bởi vì là tông hoa màu nào cũng được. Màu trắng này thì nó kết hợp với tất cả các màu đều được. Màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu cam, màu gì, màu vàng cũng đều được hết. Nên là mình hay kết hợp. Và cái khi mà mình bó như vậy thì bên trong cái tờ giấy mếch này nó cũng không đáng bao nhiêu tiền, mà bên trong thì chúng ta sẽ làm nó trông dày dặn hơn và thì nó bồng bềnh hơn ấy, trông cũng đẹp hơn. Và ở đây thì mình sử dụng 3 tờ giấy loang nhé, 3 tờ giấy bóng mờ. Các bạn có thể sử dụng giấy hai mặt, giấy bóng mờ các màu tùy theo. Ở đây thì mình sử dụng 3 tờ giấy loang màu hồng hồng này. Sử dụng 3 tờ giấy bóng mờ một mặt nhé. Mình hay sử dụng giấy một mặt hơn, tại vì là thực ra là nó giá thành nó rẻ hơn giấy hai mặt một chút. Nhưng mà giấy hai mặt nếu mà làm được ấy thì dễ làm hơn và nó bồng bềnh hơn. Các bạn cắt đôi ra này, 3 tờ giấy các bạn cắt đôi ra. Và có một tờ một nửa đấy, một phần hai này thì các bạn cắt đôi ra như thế này cho mình. Là cắt 1/4 đấy, 1/4 của tờ giấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu này. Đầu tiên là các bạn sẽ làm cái lền ở bên trong màu trắng, thì chúng ta sẽ gập vào và chúng ta cắm vào đây. Các bạn có thể sử dụng băng dính, dây kẽm, dây buộc tùy theo. Mình thì đã nói với các bạn nhiều lần rồi, mình sử dụng quen là băng dính nên là mình hay sử dụng băng dính. Thực ra băng dính quấn rất là tiện mọi người. Mọi người chưa làm quen thì mọi người cứ làm cho nó quen nhé. Cái băng dính này dễ làm lắm, mà nó lại lối từ tầng ngọ đến tầng kia nên là sẽ đỡ bị tuột ra. Đó. Sau đấy thì các bạn sẽ làm hai bên, chúng ta sẽ gấp vào như này, làm cách bình thường. Nói chung là mấy cái mẫu này thì mọi người cũng xem rất là nhiều rồi. Bay quá. Mình cũng chia sẻ nhiều rồi, nên là các bạn có thể xem. Nhiều video của mình thực ra là mình cũng chỉ chia sẻ những cái đơn giản để cho mọi người làm thôi. Hiện tại thì bây giờ là vận chuyển rất là khó, bởi vì cũng có rất là nhiều người hỏi mua cốt ở bên mình. Thế nhưng mà mọi năm thì mình cũng bán cốt nhiều, nhưng mà năm nay thì vận chuyển rất là khó, nên mọi người có thể là tự làm những cái cốt như này. Khi nào mà chúng ta đến mùa vụ ấy, thì chúng ta chỉ được cho hoa vào thôi, rất là nhanh. Và cũng có thể là ví dụ như là có nhiều khách ấy, người ta chọn màu ấy, chọn màu giấy ấy, màu giấy hoặc là màu hoa ấy. Và khi đấy thì mình sẽ chủ động hơn, có nghĩa là ví dụ như là
bây giờ bạn đang có một bó hoa màu đỏ đấy chẳng hạn, nhưng khách người ta không thích hoa màu đỏ, người ta thích hoa màu xanh. Ví dụ như thế thì mình có sẵn cốt như này thì các bạn chỉ việc cắm hoa màu xanh lên đây thôi là nhanh chóng, chỉ trong vòng 2 phút là đã xong được một bó hoa cho khách rồi. Còn nếu mà lúc đấy mà các bạn mới đi bó thì nó sẽ mất lâu hơn. Bây giờ nhá, cái tờ giấy một lửa này các bạn sẽ gập như này cho mình này. Đó. Sau đấy là gập như này anh em. Và chúng ta úp vào đây. Như vậy thì sẽ tiết kiệm được giấy và trông nó sẽ có tầng lớp như này, cái độ phồng của nó sẽ có này. Độ phồng nó sẽ có này, trông nó sẽ xinh hơn này. Tiếp theo là các bạn làm bên mặt bên này cũng như vậy. Mặt bên kia thì các bạn gập bên này nhá, còn mặt bên này thì chúng ta sẽ gập bên này như này. Đó. Chúng ta sẽ ốp vào đây. Như vậy thì trông nó sẽ bồng bềnh hơn ấy, bồng bềnh và nó có cái độ giấy phồng. Chúng ta đừng có miết như này nhá, miết như này nhá, miết như này nhá. Các bạn làm nhiều bạn nó cứ miết miết như này. Thế là thành ra cái tờ giấy của chúng ta nó bị xẹp vào ấy. Mình đang cần cái độ phồng, trông nó phồng lên thì nhìn nó sẽ rất là đẹp. Đó, rất là xinh. Phồng lên rất là tự nhiên. Đây. Và các bạn cũng phần tiếp theo thì các bạn cũng gặp như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không để đến cái chân này nữa, mà chúng ta sẽ ngang lửa này thôi nhá. Ốp vào đây. Chúng ta làm sao mà để cho nó, mình bóp vào cái phần này để cho cái phần này nó phồng lên và nó có cái độ căng ra như này. Trông như thế thì nó sẽ ăn gian được và trông cái bó hoa của chúng ta nhìn nó sẽ to hơn ấy. Tiếp tục thì cái bên phần bên dưới bên này cũng như vậy. Mỗi mà khi mùa lễ thì rất là nhiều cái cốt như này và nhiều cái giấy như này mà các bạn chỉ cần bó như này thôi rất là nhanh. Và ví dụ như khách mà chỉ cần thích cho 5 bông thì mình cho 5 bông, mà 7 bông thì mình cho 7 bông. Nếu mà bó hoa sáp thì các bạn có thể bó như này, có thể cho 10 bông nhá. 10 bông đến 12 bông vẫn được. Nếu mà có lá, nếu mà có lá có điểm thì các bạn cho 9 bông. 9 bông 7 bông nếu mà hoa sáp. Còn ở đây thì đây là mình đang hướng dẫn là cái này thì mình đang cho vào hoa nhũ. Còn ngoài ra thì các bạn vẫn cho được hoa sáp bình thường. Sau đấy là đến cái 1 phần tư này nhá. Thì các bạn sẽ làm chân như này. Đó, thì chụp ra cái này nhìn rất là ngắn này. Chúng ta sẽ cho cái chân này vào này. Và nhìn như này thì nó sẽ dài hơn. Và trong cái bó hoa chúng ta sẽ cân đối hơn. Như thế kia thì nó sẽ bị phần này dài quá và phần chân ngắn quá. Làm bằng cái này thì các bạn cuốn này rất là dễ. Nó rất là to bởi vì là nó dễ cuốn. Nhiều bạn là làm bằng cái xốp nhỏ quá ấy. Khi mình cuốn lên ấy thì nó sẽ bị nhỏ, thì cái tay cầm này này trông nó sẽ không, nó không 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 to ấy, và các bạn sẽ dễ khó làm hơn. Chúng ta sẽ làm như này thì sẽ dễ hơn này. Đấy, chúng ta sẽ được cái phần chân như này. Sau đấy thì còn một tờ giấy cuối cùng, thế là hết giấy nha. Thì các bạn gập như này. Đây nhá. Cái này thì tùy các bạn thôi, gập như này cũng được. Đó, xong chúng ta sẽ gập như này để tạo cái độ sóng như này. Và chúng ta sẽ ốp vào đây, ốp lưng chừng thôi nhá, không cần phải dài quá. Các bạn đừng cho cao quá lên đây, cao quá lên đây thì nó sẽ chắn mất cái phần hoa và cái phần bên dưới này ngắn quá. Tại sao vừa tầm như này thôi, có thể hơi ngắn một chút ở đây cũng được. Cái phần này ngắn hơn cái phần này. Vậy là chỉ trong mấy phút là chúng ta đã làm được một cái cốt rồi. Trong khi đấy các bạn cứ làm vài trăm cái cốt như này, các bạn để đấy sẽ không bao giờ hỏng được. Các bạn để gọn gàng vào và giấy như này thì sẽ không bao giờ hỏng được nha các bạn. Có thể bán từ mùa này sang mùa khác tha hồ nhá. Nếu cần thiết thì các bạn có thể cho vào túi bóng và chúng ta sẽ để vào một góc để im ả vào một chỗ. Và khi nào cần thì các bạn chỉ cần cho hoa vào thôi. Rất là ok, rất là nhẹ nhàng luôn. Cái này rất là nhẹ nhàng. Nên là bây giờ các bạn có thể là tự làm được. Bây giờ thì mình sẽ test thêm một chút cái lưới này vào để trông nó hiệu quả hơn. Cái
cho một chút như này để cho đượm đà hơn. Các bạn cắt dài hơn một tí và sau đấy các bạn sẽ một lửa ra như này nhé. Đó. Và cái lửa này để lát nữa mình làm vào cái cốt khác. Và cái này thì chúng ta sẽ cho vào đây. Đó, trong cái bó hoa chúng ta rất là xinh xắn luôn này. Ngoài ra thì cái này các bạn có thể sử dụng lưới cướp hoặc là vải von hoặc là lưới tổ ong, lưới nhện, nói chung là tùy. Cái này thì các bạn sử dụng được nhiều nhá, sử dụng cái gì cũng được luôn. Và cái này thì nó màu hồng nữa là mình sẽ sử dụng một chiếc lơ màu hồng đơn giản như này. Các bạn chỉ làm hai dâu như này thôi, thì chúng ta sẽ buộc vào đây màu hồng nhạt nhạt như này nhé. Thì các bạn có thể làm màu khác cũng được. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho hoa vào đây luôn nhé. Ở đây mình sử dụng cái này, dây mình buộc nó hơi ngắn một chút. Và mình cho chút keo lến vào là cũng chắc. Đây nhá, mình sử dụng bông hoa màu hồng như này. Và sử dụng bông hoa màu hồng như này và chúng ta sẽ cho keo vào đây này. Mình sợ nó tụt ra ấy, mọi người cho vào một chút cho nó chắc. Các bạn khi mà lên hoa ấy thì chúng ta có thể là lên cái cốt màu trắng, à cái giấy màu trắng ngót bên trong này thì rất là tiện, bởi vì là kết hợp với tất cả các màu hoa đều được nhá. Giấy như thế nhưng mà giấy như này, như các bạn có thể cho hoa màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu xanh đều được nhá. Và các bạn sẽ sử dụng keo sữa để cắm để cho nó ăn chắc vào cái bó hoa. Mình chỉ cần sử dụng 5 bông trần thôi nhé. Đây các bạn cắm vào như này. Các bạn chỉ cần cắm thấp hơn cái giấy màu trắng một chút nhé. Chúng ta đừng cắm cao hơn cái giấy màu trắng, bởi vì nó phải lộ ra cái phần giấy màu trắng đấy thì nó sẽ đỡ bị lộ màu đấy. Đấy. Cái phần này này rất là cần, rất là ngắn đâu, không cần phải sử dụng que dài đâu. Đó. Và một chút cái bông này thôi xuống đây, hơi thấp một chút cũng vẫn được nhá. Đấy, khi mà các bạn chỉ cần có cái cốt này sẵn rồi thì chắc cắm hoa chỉ đến 1 phút thôi là đã xong rồi. Các bạn chỉ cần sẵn hoa thôi, khách yêu cầu thích màu gì là các bạn cho màu đấy luôn, dễ nhanh và khách không phải đợi lâu. Và có thể theo yêu cầu nên là khách người ta sẽ rất là nhớ sốt của mình ấy, bởi vì là mình làm được, đáp ứng được theo yêu cầu ấy. Nhiều bạn thì cho sẵn hoa lên rồi lúc đấy lại nếu mà có muốn thay đổi thì lại rút ra rút vào ấy, cũng rất là lâu và rất là làm mất thời gian. Mình làm cốt sẵn thì sau đấy mình chỉ cho hoa thôi thì nó cũng rất là nhanh. Đó, như vậy là mình đã làm xong được một cái bó hoa 5 bông như này, rất là xịn này, trông rất là to và rất là đẹp, mà chỉ cần đơn giản như này thôi. Mình sử dụng 2 cái lá táo này nữa, trông nó xinh xinh yêu yêu như này. Có rất là nhiều mẫu cốt giống như này này. Đó, cái này cốt nhá, mình chưa cho hoa này. Cốt này, màu vàng này, cốt màu xanh này. Đấy. Đây là mình hướng dẫn, mình chia sẻ cho các bạn cách làm dễ thôi này. Đây là một số bó hoa mình đã cho hoa vào rồi này. Hoa sáp này, cũng là cốt như vậy thôi. Đây, 2 chiếc cốt giống hệt nhau này. Đấy. Các bạn cho hoa vào như này thôi. Đó, rất là xinh luôn này. Đây là màu xanh, đây là màu tím.
cho hoa vào thì rất là xinh luôn. Rất là yêu và không bao giờ sợ lỗi mốt nhé, không bao giờ sợ hỏng. Đây là màu vàng này, nhìn một cái tông màu rất là xinh xắn xịn sò luôn. Đây là màu hồng này, nhìn rất là xinh luôn này, nhẹ nhàng đấy, xinh xắn luôn. Và đây thì mình đã cho một bó hoa màu đỏ, ở đây thì mình cho thêm hoa vào này, cái bó 7 bông như này cũng vẫn được này. Đó, mọi người nhìn xem, đây là 7 bông này, vẫn được nhá, 7 bông nhưng nhìn vẫn rất là đẹp nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình qua được nhiều video hơn nữa. Chuẩn bị đến ngày 20 tháng 10 rồi thì các bạn có chương trình mà muốn đặt hoa bên mình thì các bạn ebook cho mình sớm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.